tới nơi rồi, đang ở chỗ casino của Boston. Trời ơi, đẹp dễ sợ luôn nha quý vị nha. Nè, nè coi nè, trang trí nè. Wow, đẹp ghê chưa. Giờ là đang check in lấy phòng. Em sẽ ở đây 2 ngày. 2 ngày, ngày thứ 3 mới về nha. Đó, vời chưa. Quay qua một vòng coi nào. Đó, là ngày 26. Long xã hát ở đây nhé cả nhà nha. Đó, đẹp không, tuyệt vời không. Đó, quay một số quang cảnh đẹp cho tất cả cả nhà mình ngắm nha. Đó, tối 26 tây qua hát tại đây, nhưng mà là bởi vì do nơi là chủ show bóc vé cho mình qua sớm để mình ở casino này, mình ở trên phòng VIP để mà mình hưởng thụ đó cả nhà ha. Vô đây rồi coi như là ngày cũng như đêm, đêm như ngày nha cả nhà ơi. Ây da, yeah, tuyệt vời quá. Bây giờ là chờ lấy phòng cho mình, cái bắt đầu cái lên phòng tắm rửa. Sáng giờ chưa ăn uống gì hết, không, sáng giờ không có ăn uống gì hết trơn. Ta nói bài 8 giờ sáng thì tới đây là 5 giờ chiều, đúng không? 8 giờ sáng, 5 giờ chiều. Tuyệt vời quá đi. Thiệt là tuyệt vời quá ha. Đẹp hết cả nhà ha. Đẹp không? Ai cũng sang, ai cũng đẹp. Mà quan trọng lát ra về là coi như là đi vô tới casino mà ra về có sang có đẹp hay không. Có người sang, có người đẹp và có người không đẹp. Ăn thì sẽ đẹp, thua là cái mặt sụ xuống là coi như là không đẹp ha. Thôi có gì ngày mai cái mình khỏe, rồng nhỏ khỏe, cái rồng nhỏ sẽ quay cho cả nhà mình xem những cái đẹp của thế giới nhé. Đẹp quá ha, trang trí đèn đẹp quá cả nhà ha, đúng không? Rồi có ai anh chị các bạn nào ở Boston đi chơi với rồng nhỏ không, đi uống cà phê không, đi ăn bữa cơm chay với rồng nhỏ không, mình đăng ký với nhau nha. I love you mọi người. Hẹn 26 mình gặp nhau show của Long và Cát Tiền với tất cả các anh chị em nghệ sĩ tại đây nha, tại Boston nha. Rồi bây giờ lên tắm rửa, lấy phòng tắm rửa là phải ăn uống. Thất bát cái vụ ăn uống quá rồi ha. Casino thì để ăn nhiều nhưng mà không biết có đồ chai hay không thôi. I love you mọi người, I love you. Tạm biệt, bye bye nha. Bây giờ là mở cửa mình bước vô, xem coi cái phòng một mình, một mình ta. Chàng ơi, quá he, quá hớp he. Giờ vô chuẩn bị tắm rửa ngay coi nha cả nhà nha. Đây, cái view này là nhìn ra ngoài biển nha ha. Đó, đó, tối mình em tọa lạc tại nơi đây nè. Đúng không? Dư ghê không? Cà phê, cà đồ đầy đủ. Sáng ngày mai mình quay cái view hướng ra ngoài biển cho mọi người nha. Nha cả nhà nha. Ok. Bàn này sáng ngồi cà phê, trò chuyện với mọi người. Thấy không? Thôi bây giờ sẽ rửa mình, rửa mẩy xong cái bắt đầu cái đi kiếm xuống nhà hàng kiếm gì ăn đây nha. Rồi.